trước nhà trồng 6 loại cây này dễ dẫn dụ âm khí, phúc lộc tiêu tán, tiền của đội nón ra đi. Quý vị thân mến, trong khuôn viên của tất cả các nhà, hầu hết đều trồng một tới một vài loại cây, vừa đem lại sự phong phú, vừa là nguồn cung cấp oxy cho hoạt động sống của con người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đứng dưới góc độ phong thủy, không phải loại cây nào cũng có tác dụng đem lại nguồn sinh khí tốt cho căn nhà của bạn. Trong số đó, có một số loại cây còn bị coi là đem âm khí, điềm gở, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của những người trong gia đình. Người xưa dặn, cây âm vào cửa, gia đình bất an. Vậy những cây mang âm khí nặng là những cây nào? Nên trồng những cây nào để mang lại vượng khí vào nhà, xua đuổi âm khí? Quý vị hãy cùng Lắng Đọng Tinh Hoa tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, cây đa. Ông bà ta có câu, chùa bóng đa, nhà bóng khế. Điều này có nghĩa cây đa là một cây linh thiêng, là nơi trú ngụ của những linh hồn vất vưởng nên thường có nhiều âm khí. Bởi vì theo quan niệm tâm linh thì cây đa không dung nạp con người, thay vào đó đây là nơi trú ngụ của âm khí, là cửa âm phủ. Hay nói cách khác, đây chính là nơi không gian lý tưởng để các linh hồn trú ngụ với âm khí dày đặc. Bởi vậy nên bạn có thể bắt gặp cây đa tại những ngôi đình, chùa, đền, miếu, nhưng tuyệt nhiên không thấy cây đa được trồng ở trước nhà. Bởi một khi trồng cây đa trước cửa thì nhà cửa dễ gặp họa, gia chủ bị hút hết vận khí tốt, thay vào đó là vận xui đen đủi. Thậm chí cuộc sống gia đình không thể yên ổn, tài vận đi xuống, hạnh phúc gia đình bất ổn, công danh sự nghiệp thất bát. Hay nói cách khác, âm linh phá tan nhà cửa, gia chủ dễ lâm bệnh, thậm chí là mất mạng. Mặc dù yếu tố phong thủy này không thể chứng minh bằng vật chứng, chứng cứ, thế nhưng có rất nhiều lời đồn đoán trong tâm linh nói về cây đa là cửa âm phủ. Ví dụ như trước cổng làng trồng đa nhưng đem chặt thì thời gian sau nam giới trong làng đều bị chết. Nếu cây đa cổ thụ trong làng thì cần lập đền thờ để tránh tai ương. Vậy nên tốt nhất bạn tuyệt đối không nên trồng cây trước sân nhà. Ngoài ra, gốc rễ to và thô khiến cho địa hình lồi lõm, ảnh hưởng tới phần đất của ngôi nhà, thậm chí khi rễ ăn sâu xuống lòng đất, ảnh hưởng tới móng nhà. Nếu trồng trước cửa nhà sẽ làm cho địa hình đất đai nơi đây lồi lõm, mất đi thẩm mỹ công trình. Cây càng to càng xâm nhập vào bên trong sân vườn, ăn sâu vào nhà cửa, làm mất cân bằng ngôi nhà. Thậm chí vào ngày mưa bão còn có thể đổ sập vào nhà, gây thiệt hại về tài sản và con người. Hơn nữa, cây đa cũng không nên trồng ở nhà vì cây thuộc dạng cây bóng. Mặc dù thường ngày cây có thể che chắn ánh nắng mặt trời và đưa gió mát từ thiên nhiên, nhưng thực tế cây lại dễ hút côn trùng. Theo như thống kê cho thấy, số lượng các côn trùng sinh sống tại đây có thể lên tới hàng nghìn con đủ các loại. Ruồi muỗi hình thành nhiều có thể gây ra các bệnh liên quan tới con người. Thậm chí nơi đây còn là tổ ấm lý tưởng dành cho rắn rết. Thế nhưng, do sở thích hoặc khi bạn vừa chuyển tới đó thì trước nhà đã có cây đa rồi, thì tính sao? Làm thế nào để hóa giải âm khí của loài cây này? Bạn đừng vội lo lắng nhé, tất cả đều có hướng giải quyết thôi. Trong những trường hợp này, vì cây đa có tính âm nên bạn có thể trồng xen lẫn những cây có dương khí mạnh với khả năng trừ tà tốt, ví dụ như cây thông, cây vạn tuế. Việc trồng cây thông trước nhà, cây vạn tuế trước nhà sẽ giúp bạn tránh được những tai họa ập đến, đồng thời giúp điều hòa mọi luồng khí, tạo ra cân bằng, giúp gia chủ luôn bình an, khỏe mạnh. Theo đó, khi trồng cây đa trước nhà thì bạn cũng cần chú ý chăm sóc và cắt tỉa thường xuyên, tránh để tán cây rộng gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, ngăn chặn dương khí vào nhà. Thứ hai, cây lê. Cây lê là loại cây ăn quả quý, quả lê có nhiều công dụng với sức khỏe. Hoa lê trắng muốt xinh đẹp, thế nhưng trong tiếng Hán, lê đồng âm với ly, có nghĩa là ly tán chia ly. Do đó, theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lê trong nhà thì trong nhà có thể có sự ly tán đổ vỡ. Trong mắt người xưa, nếu trồng cây lê trong nhà sẽ dẫn tới tình trạng vợ chồng bất hòa nghiêm trọng, vợ con ly tán thậm chí là chia ly sinh tử.
Bên cạnh đó thì rễ cây lê phát triển nhanh, tán cây nhanh chóng cao hơn ngôi nhà, rễ thành cây cao lớn, chắn ánh sáng trước nhà nên âm khí trong nhà tăng. Điều này sẽ khiến cho ánh sáng mặt trời vào nhà sẽ bị chặn, ảnh hưởng xấu tới việc thông gió trong gia đình, sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ. Xét từ góc độ phong thủy trong nhà, điều này sẽ chặn đường tài lộc, khiến gia chủ làm ăn thất bại đổ vỡ. Ở một số nơi, cây lê còn hay được trồng trên mộ, cho nên mọi người cảm thấy cây lê đặc biệt xui xẻo nếu trồng trước sân nhà. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác nữa. Khi trời nắng nóng, cây lê tỏa ra mùi khó chịu, ảnh hưởng tới cảm giác ăn uống ngon miệng của mọi người trong gia đình. Do đó, cây lê càng không thích hợp trồng trong sân. Quả lê thắp hương sẽ không mang lại may mắn tài lộc bởi chữ lê. Khi thắp hương, gia tiên thần linh, người ta mong muốn những điều tốt lành, mong tài lộc sum vầy sung túc. Nhưng nếu thắp hương quả lê thì bị kiêng vì chữ lê báo điểm không hay. Trong tiếng Việt, chữ lê có nghĩa là lê la, lê lết, thê lê. Chính vì thế, người xưa kiêng không trồng cây lê trước nhà và không thắp hương quả lê. Thứ 3. Cây hoa đại. Hoa đại hay còn gọi là hoa sứ ta để phân biệt với cây hoa sứ Thái. Hoa đại có hình dáng 5 cánh. Hoa đại có loại hoa cánh trắng tinh và loại cánh hoa màu vàng nhạt với tâm màu vàng nở xòe rất đẹp. Mùi thơm nồng nàn. Ở Việt Nam, hoa đại thường được trồng tại miếu phủ đình chùa. Cây hoa đại thân xù xì, thường cao từ 1 tới 2,5 mét, cây chia nhiều nhánh xòe rộng. Trong đời sống hàng ngày, hoa đại mang trong mình ý nghĩa tượng trưng cho cuộc sống mới, khởi đầu mới. Ở các nền văn hóa khác nhau, hoa đại được dùng đại diện trong nhiều ý nghĩa văn hóa tôn giáo tâm linh. Trên đảo Hawaii, loài hoa đại thường được sử dụng để làm đồ trang sức xuất hiện thành vòng cổ, vòng đội đầu trong các lễ hội lớn. Hoa đại ở Hawaii tượng trưng cho tất cả những gì tích cực nhất. Không chỉ thế, loài hoa này còn được phụ nữ tại đây sử dụng để biểu thị tình trạng hôn nhân của mình. Nếu hoa đại cài tai bên phải, nghĩa là chưa kết hôn, ngược lại nghĩa là đã kết hôn. Tại đất nước Lào, loài hoa đại còn có tên gọi khác là hoa champa, với ý nghĩa đại diện cho sự chân thành, niềm vui trong cuộc sống. Hoa đại với người dân Lào là biểu trưng cho sự đôn hậu và hiền hòa. Hoa đại đối với người dân Lào là biểu trưng cho sự đôn hậu và hiền hòa, là loài hoa gắn liền với đời sống hàng ngày. Hoa đại được sử dụng với ý nghĩa tượng trưng cho may mắn, tốt lành trong năm mới. Ngoài ra, khi có khách tới thăm, sẽ được gia chủ tặng hoa đại cài lên ngực áo và buộc cổ tay với chỉ đỏ hoặc xanh, với mong muốn cầu chúc cho sức khỏe và hạnh phúc. Với người Ấn Độ, hoa đại thường xuyên xuất hiện trong những dịp cưới hỏi, lễ hội. Chúng được kết thành vòng hoa đeo cổ hoặc hoa đội đầu thay cho lời cầu chúc một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Bên cạnh đó, hoa đại cũng được sử dụng khá nhiều trong nền văn hóa Ấn Độ như các tác phẩm nghệ thuật. Trong Phật giáo, hoa đại khi kết hợp với người Phật tử sẽ là biểu trưng cho sự bất tử theo như quan niệm Phật giáo. Hoa đại cũng đại diện cho mong ước sự bình yên, hạnh phúc của con người. Ở Việt Nam, cây hoa đại thuộc vào danh sách cây ngũ quỷ bên cạnh các cây như liễu, hòe, đa, gạo. Dân gian có câu, trong nhà, trong sân, chớ trồng ngũ quỷ. Cây đại có ma, cây đa có thần. Hoặc các cụ nhà ta có câu, quỷ cây đa, ma cây gạo, hay thần bụt cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Đây đều là những loại cây không nên trồng gần nhà cửa. Nó thường thích hợp cho âm trạch nên trồng tại chùa chiền, miếu mạo và mộ phận. Vậy nên, mặc dù hoa đại có những ý nghĩa thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa, nhưng hoa đại ở Việt Nam chủ yếu trồng ở công trình tôn giáo mà ít được trồng tại nhà. Đó là vì hoa đại gắn liền với chùa chiền nên dân gian ít mang chúng về nhà trồng. Hơn nữa, hoa đại đẹp nhưng dân gian cho rằng chúng giống cơ quan sinh dục nên thường kiêng thờ thắp hương loại hoa này. Ở chùa miếu, cây hoa đại được trồng hai bên đường vào, sát ngay trước hoặc hai bên di tích, ít khi được trồng ở phía sau. Loại cây này có một vẻ đẹp rất thoát tục với hình thức những thân cây trụi lá và những chùm hoa trên cao, tạo cảm giác linh thiêng, mênh mang trong không gian của các kiến trúc tôn giáo cổ truyền. Thứ tư, cây gạo. Cây gạo cũng là một loại cây thuộc nhóm ngũ quỷ không nên trồng trong nhà. Hoa gạo nở vào tháng 3. Người Việt hay nói,
thần cây đa, ma cây gạo. Gốc gạo có nhiều vấu to nổi khối và do đó có nhiều hốc, người xưa quan niệm đó là nơi trú ngụ của hồn ma. Cây gạo đôi khi trồng ở ven đê, ven đường cái, vừa để cho người sống mở quán hàng nước, vừa để cô hồn bơ vơ có chỗ nương tựa. Nhiều người thường sợ đi qua cây gạo lúc vắng người. Cây gạo nở hoa đỏ rực, mỗi khi hoa nở, cây rụng lá nên toàn thân cây rực rỡ giữa trời. Cây gạo cao vút, không cần chăm sóc cũng tự lớn. Cứ mỗi độ tháng 3, tháng 4, hoa gạo nở đỏ rực lại trở thành niềm sao xuyến của nhiều người. Hình ảnh hoa gạo rực rỡ giữa trời trở nên thơ mộng. Mặc dù là loại hoa rực rỡ, nhưng hoa gạo lại gắn liền với tâm thức của người Việt một nỗi buồn xót xa. Trong truyền thuyết đồng bào Tây Nguyên, hoa gạo tên Pơ Lang cũng gắn liền với câu chuyện tình đẹp chung thủy nhưng buồn. Dân gian cho rằng cây gạo là nơi mà ma hay trú ngụ xin ăn, vì thế cây gạo bị xếp vào nhóm cây ngũ quỷ không nên trồng làm cảnh trước nhà. Cây gạo có nhiều gai nhọn ở thân nên càng không phải là cây tốt lành trong phong thủy, bởi gai nhọn tạo sát khí chĩa vào nhà, mang lại điểm xui rủi. Theo phong thủy, trồng cây hoa gạo trước cửa nhà, gai chĩa vào nhà khiến gia chủ gặp xui xẻo, dễ nóng nảy, gia đình lục đục hay cãi nhau. Cây gạo là cây sinh trưởng tốt, không cần chăm sóc, cây cũng có thể tự cao lớn tới vài chục mét. Điều đó khiến cho cây gạo càng không hợp phong thủy khi trồng ở trước nhà. Cây cao lớn có thể thu xét, gây nguy hiểm nếu có mưa bão. Cây quá cao lớn không tốt cho phong thủy nhà ở. Bởi thế, dân gian cho rằng cây gạo chỉ nên trồng bên đường và các công trình tôn giáo. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào phong thủy mà vẫn muốn trồng cây gạo hoặc mua nhà, chuyển tới nơi có cây gạo công cộng đối diện cửa nhà thì có thể hóa giải vận xui phong thủy bằng cách trồng thêm những cây có dương khí mạnh để chấn lại. Những cây có thể chấn lại âm khí của cây gạo như cây xanh, cây sung, cây lộc vựng. Thứ 5. Cây dâu tằm. Cây dâu tằm là loại cây mang lại giá trị kinh tế, bởi quả dâu tằm được đánh giá là loại quả mọng tốt cho sức khỏe nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin. Quả dâu tằm được dùng để chăm sóc sức khỏe. Theo đó thì rễ cây dâu tằm, tên thuốc trong y học cổ truyền là tang bạch bì, có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, được chữa ho, hen, thổ huyết, phủ thủng. Còn lá dâu có vị ngọt, đắng, tính mát, chữa cảm, sốt, ho, viêm họng, đau mắt đỏ, chảy nước mũi, cao huyết áp. Lá dâu tằm còn hỗ trợ giúp điều hòa đường huyết. Trên cây dâu tằm còn mọc ra cây tầm gửi thì còn có thể trở thành vị thuốc rất quý. Hoặc nếu có tổ bọ ngựa làm trên thân dâu thì trở thành vị thuốc cực tốt trong đông y. Dâu tằm với người Việt còn là một cây kinh tế giúp nuôi tằm nhà tơ. Trồng dâu nuôi tằm là nghề truyền thống của Việt Nam. Trong đông y, cây dâu tằm còn là cây thuốc quý. Đặc tính sinh học dâu tằm có thể sống tới 50 năm, nên dâu tằm cũng là loại cây có tính tâm linh rất cao. Mặc dù dâu tằm là cây thuốc, cây kinh tế, nhưng ở góc độ tâm linh phong thủy thì dâu tằm là loại cây âm, tức cây mang tính tả khí ma quỷ. Do đó nếu trồng trước nhà thì cây hút âm khí vào nhà, làm ảnh hưởng đến trường khí dương của người sống. Phía trước nhà là nơi hút tài lộc, mang lại may mắn, nên cần trồng những cây dương mang tính tài lộc. Dâu tằm trong tiếng Hán phát âm là tang, đồng âm với tang tóc, chết chóc, nên trồng dâu tằm trước nhà báo điểm xui vận rủi, gia đình gặp đại họa không lành, con cháu ly tán, yểu mệnh, buồn thảm. Vì thế, trồng dâu trước nhà thì thảm họa kéo tới, gia đình nghèo rách vì bị ma quỷ quấy phá, thần tài không qua cửa, tài lộc không vào nhà mà chỉ có âm khí vây quanh. Đó chính là lý do không nên trồng dâu tằm trước nhà. Tuy nhiên, các cụ khuyên không trồng dâu tằm trước nhà nhưng không có nghĩa dâu tằm chỉ có thể trồng ở bãi bồi, nương dâu cánh đồng. Dâu tằm vẫn được trồng trong khu vực nhà ở, nhưng vị trí để dâu tằm phát huy công dụng tâm linh là vị trí sau nhà. Sau nhà là nơi tà ma trước quỷ rình lấp để tìm cách vào nhà trú ngụ và phá hại gia chủ. Thế nên nếu trồng dâu tằm làm hàng rào và có cây to sau nhà thì lại ngăn ngừa tà ma rất tốt. Ma quỷ vào nhà khiến gia đình lục đục, cãi nhau, làm ăn không gặp, người không tỉnh táo, u mê, nóng giận.
Dâu tằm là cây âm rất mạnh, có tính ma cao, nên khi ma quỷ thấy cây dâu tằm thì như gặp một người ma lực mạnh hơn mình. Do đó mà ma quỷ sợ hãi, phải tranh chấp với kẻ cao hơn mình nên sẽ bỏ ra đi. Hơn nữa, khi thấy cây dâu ở sau nhà, vong hồn nhầm tưởng rằng trong nhà đã có tang sự rồi nên cũng sẽ không vào quấy rối nữa. Chính vì thế, khi cây dâu tằm ở sau nhà lại thành bảo vệ cho gia chủ, mang lại bình an. Thế là phía trước có cây dương đón tài lộc, phía sau có cây dâu tằm ngăn ngừa ma quỷ vào nhà. Vì thế, gia chủ thuận lợi may mắn, không bị ngáng lối chắn đường, gia đạo thanh sạch trong sáng, dẫn lối thần tài cửa trước, chặn đường ma quỷ cửa sau. Do đó, cây dâu không nên trồng trước nhà mà hãy trồng sau nhà để dùng làm thuốc và chứa ma quỷ đạo trích, giúp tinh thần minh mẫn, chăm sóc sức khỏe, ổn định, gia đạo. Thứ 6. Cây xương rồng. Xương rồng là một trong những loại thực phẩm mọng nước có nhiều kiểu dáng và hình thù khác nhau. Một số loại có hoa rất đẹp nên có khả năng thu hút người đối diện, thường được nhiều người yêu quý lựa chọn trưng bày trong không gian sống và làm việc. Nhưng việc trồng cây xương rồng trước nhà lại là khía cạnh khác, và liệu chúng ta có nên để cây xương rồng trước cửa nhà hay không? Trước khi đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi có nên trồng cây xương rồng trước nhà không, thì chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin liên quan tới giá trị phong thủy của loài cây này để mọi người dễ dàng tiếp nhận hơn. Nếu xét về mặt giá trị phong thủy, cây xương rồng không hàm chứa ý nghĩa xấu. Trái lại, với sức sống mãnh liệt và hình dáng có phần đặc biệt, xương rồng còn được nhận định là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường, có khả năng hóa giải sát khí và những nguồn năng lượng xấu từ bên ngoài ập vào ngôi nhà, từ đó đem lại may mắn và hạnh phúc cho gia chủ. Khi chúng tôi phân tích ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thủy của cây xương rồng, chắc nhiều người đã tự đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi có nên trồng cây xương rồng trước nhà hay không, và trồng cây xương rồng trước nhà có tốt không rồi phải không ạ? Nhưng đừng vội vàng, vì rất có thể phán đoán của bạn sẽ sai. Mặc dù mang ý nghĩa tốt về phong thủy, nhưng không có nghĩa là chúng ta trồng chúng ở đâu cũng sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí, đem lại sự an yên cho các thành viên trong gia đình. Chúng chỉ phát huy tác dụng khi được đặt ở đúng nơi, trồng ở đúng vị trí. Cây xương rồng còn được xếp vào danh sách những cây trồng không nên đặt trước cửa nhà để tránh rước họa vào thân, khiến gia chủ mãi không ngóc đầu lên được. Mặc dù mang ý nghĩa tốt, nhưng những chiếc gai xương rồng sắc nhọn lại như những mũi giáo đầy sát khí. Nếu chĩa vào người, lại chĩa vào đại môn cửa chính sẽ tạo nên những trường khí xấu, ảnh hưởng tới tài vận và sức khỏe của gia chủ, dễ bệnh tật, mất của. Với hình dáng gai góc của mình, nếu trồng cây xương rồng trước nhà sẽ cản trở sự lưu thông của những nguồn năng lượng mới vào nhà. Vì thế, vận khí của gia chủ sẽ không được bồi dưỡng, thậm chí ngày càng suy giảm. Trước đây, xương rồng là loại cây rất được ưa chuộng trồng ở phía trước nghĩa địa. Vì vậy, khi trồng cây xương rồng trước cửa nhà, dễ khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh của những ngôi mộ, khiến cho ma quỷ nhầm tưởng ngôi nhà của bạn là địa bàn của chúng. Có lẽ bây giờ thì các bạn đã có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi có nên trồng cây xương rồng trước nhà hay không rồi phải không ạ? Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên tùy tiện trồng cây xương rồng trong nhà hoặc trong không gian nội thất văn phòng vì chúng sẽ mang tới điểm xui. Còn nếu bạn vẫn yêu thích và không thể cưỡng lại vẻ đẹp cũng như sức sống mãnh liệt của loại cây này thì vẫn có thể trồng. Nhưng không phải trồng cây xương rồng trước cửa nhà mà hãy trồng trên ban công để hóa giải sát khí và năng lượng tiêu cực từ bên ngoài nhé. Thưa quý vị, cây xanh không chỉ mang lại sự trong lành, thanh lọc không khí, xua đuổi côn trùng, mà lựa chọn phù hợp còn giúp mang tài lộc, bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may. Trong phong thủy, phía trước ngôi nhà được xem là nơi sinh khí và sinh tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên trồng cây gì trước nhà cho mát lại mang tới tài lộc. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn. Khi chọn cây trồng trước nhà, không phải cứ thích cây nào là trồng cây đó, mà cần phải có những lựa chọn phù hợp để vừa phát huy công dụng của cây, vừa mang lại nhiều lợi ích cho gia đình.
một số tiêu chí khi chọn cây trồng ở trước nhà như trồng cây phong thủy trước nhà. Trồng cây phong thủy trước nhà theo tuổi, cây hợp mệnh tuổi với gia chủ. Cây có ý nghĩa phù hợp với mong muốn của người trồng. Chọn cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phát triển nhanh. Cây trồng ít sâu bọ, an toàn với con người. Trồng cây bóng mát trước nhà. Nên chọn cây tọa bóng nhiều, mang lại không gian xanh mát, trong lành. Nên chọn những cây có bóng mát, có quả, có hoa và quả vào mùa nóng. Chọn cây ít rụng lá, ít sâu bọ, côn trùng hoặc độc tố gây hại cho con người. Cây phải dễ trồng và dễ chăm sóc. Chọn cây bóng mát phù hợp phong thủy, vượng khí cho ngôi nhà. 1. Cây tre, trúc cảnh. Khi trồng trước nhà, loại cây có dáng thanh mảnh cao ráo đều mang lại phong thủy tốt. Hai loại cây tre và trúc cảnh mang tới nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững hiên ngang. Tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững, bởi tre sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá. Cây tre may mắn trở thành một sự lựa chọn không thể thiếu trong lĩnh vực tài lộc. Cây tre tăng vượng khí được sử dụng để tạo ra một không gian trong nhà hoặc văn phòng, cung cấp cho một cảm giác thoải mái và an toàn. Hơn nữa, cây tre còn tạo ra bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu cho mọi người. Đó là lý do tại sao loại cây này lại được trồng ở hành lang văn phòng, trên bàn làm việc, trong cửa hàng bán lẻ cũng như trong nhà. Bạn có thể treo tranh cây tre trong nhà, văn phòng để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng thì nó sẽ tạo nên năng lượng rất tốt cho chủ về sự bảo vệ và may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt. Tre phong thủy nên đặt trước cửa hoặc cổng ra vào hoặc chọn hướng đông nam để kích hoạt vận may, thúc đẩy nguồn tài lộc ngày càng phong phú. Nếu không trồng được cây tre thật, bạn có thể dùng vài đốt tre kết hợp cùng những đồ vật trang trí phù hợp với ngũ hành để tạo thành vật dụng đẹp mắt và treo trên cổng vào cửa hàng. Đó cũng là cách để kích hoạt vận may trong kinh doanh. Để tăng cường năng lượng của tre, hãy cột một đồng xu và dây ri băng đỏ rồi treo trên thân cành của cây tre. Sự hài hòa của các yếu tố trong âm dương ngũ hành sẽ kích hoạt tối đa nguồn năng lượng tích cực, đem may mắn tài lộc đến cho gia chủ. Bên cạnh đó, trúc còn mang ý nghĩa rất tốt đẹp là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Nên trong phong thủy, trước nhà trồng một khóm tre, trúc sẽ đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ. Cách chăm sóc tre trúc. Nên trồng trong loại đất có khả năng giữ ẩm tốt, thoát nước tốt, độ pH từ 5 tới 5,7. Trồng cây ở nơi có đầy đủ ánh sáng hoặc trong bóng râm, đảm bảo 70% ánh sáng. Nếu trồng trong môi trường thiếu sáng, thân cây sẽ bị muội đen và trở nên yếu ớt hơn nhiều. Các loại tre trúc sẽ bị chậm phát triển nếu như đất quá ẩm hoặc bị ngập úng, vì thế cần phải tưới nước cẩn thận, đủ liều lượng, đủ độ ẩm cho cây. Phun bón lá cho cây định kỳ 30 ngày một lần, bón phân vi sinh tổng hợp 30-40 ngày một lần. 2. Cây cao cảnh. Cây cao cảnh có thân mảnh mai cao vút, không làm khuất ánh sáng, nắng sớm hay ngăn cản gió thổi vào nhà. Cây cảnh giúp tăng cường dương khí, giảm âm khí, mang may mắn vào nhà và đem lại cảm giác an bình cho gia chủ. Cây trồng trước nhà có ý nghĩa như sự an ngữ, là vật che chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động xấu và nguồn năng lượng độc hại. Đồng thời, cây cao còn khai thông vượng khí, giúp người trồng may mắn phát tài. Để cây cao cảnh vận khí tốt, người ta thường đặt hai chỗ đối xứng ở cửa ra vào. Ngoài ra, cao cảnh cũng có thể đặt trong vườn nhà hoặc phòng khách gần cửa ra vào hay dưới chân cầu thang để cây có thể mang tới sự bình an, may mắn cho gia đình của gia chủ. Bạn cũng cần lưu ý, cây cảnh nên trồng những nơi thoáng và nhiều ánh sáng để đảm bảo cây có thể phát triển tốt. Cây càng xanh, tốt, cành lá sum suê thì càng nhiều may mắn và tài lộc. Còn đối với các không gian như văn phòng, công ty, cây thường đặt tại các trụ lớn, những vị trí trung tâm hay gần cửa chính để mang tới nguồn năng lượng tốt nhất. Cách chăm sóc cao cảnh. Nên trồng cây ở nơi có thể đón được nhiều ánh sáng mặt trời, môi trường sống thông thoáng, đất dễ thoát nước.
Cây ưa nước nên phải tưới nước thường xuyên, không để đất quá khô hạn nhưng cũng không để đất bị ẩm ướt hay ngập úng lâu. Định kỳ 2 tháng tưới cây bằng phân chuồng để cây phát triển và đảm bảo độ xanh lá. Nếu trồng cau cảnh trong chậu thì sau 2-3 năm khi cây đã phát triển cao lớn thì nên thay đất cho cây, bởi nếu sống trong môi trường thiếu dinh dưỡng, cây sẽ vàng lá và trở nên héo úa. 3. Cây dừa cảnh. Cây dừa cảnh là một loại thuộc giống cây dừa nhưng có kích thước nhỏ, thường mọc thành nhiều nhánh con rồi tạo thành cụm lớn. Nó có thân hơi cong giống cây dừa, lá nhỏ xẻ dài của họ nhà dừa. Tuy nhiên, khoa vào quả lại có đặc điểm giống cau. Nếu được chăm sóc trong điều kiện tốt thì mỗi cây dừa cảnh khi trưởng thành có thể sẽ cao từ 3-6 mét. Còn bình thường, những cây thuộc cỡ nhỏ đến trung bình thì có chiều cao từ 1,5-3 mét. Phần gốc và thân cây dừa cảnh được chia thành nhiều đốt có kích thước khác nhau và có màu hơi ngả vàng, trong khi phần ngọn lá lại được bao bọc bởi một lớp vỏ màu vàng hoặc trắng. Khi trồng cây dừa cảnh lâu năm sẽ cho hoa và quả, hoa cũng thường mọc thành cụm có màu trắng sữa, đặc biệt tỏa ra một mùi thơm rất nhẹ nhàng quyến rũ. Còn quả lại có dạng quả hạch, có hình trứng, khi chín sẽ có màu vàng đậm, vị khá chát xen lẫn một chút ngọt. Về mặt sức khỏe, dừa cảnh có khả năng thanh lọc không khí, giữ môi trường sống sạch sẽ cho gia đình nên được nhiều người lựa chọn trồng trước nhà. Về mặt phong thủy, cây dừa cảnh chính là loại cây mang lại những điều may tốt lành cho gia chủ, giúp công việc làm ăn của bố mẹ thuận lợi, công việc học hành của con cái suôn sẻ. Cây dừa cảnh thường được các gia chủ đặt hai chậu ở cổng nhà hoặc cổng ra vào với ý nghĩa vừa tô điểm cho không gian sống thêm xanh tươi, mát mẻ, vừa mang lại ý nghĩa hưng thịnh, phát lộc cho chủ nhân. Đối với các công ty, doanh nghiệp, cây dừa cảnh được trồng làm hàng rào, vừa tạo bóng mát lại mang tới sự may mắn và tài lộc cho họ. Trong phong thủy, cây dừa cảnh khi trồng trong nhà sẽ đem lại vận khí tốt, giúp các thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, dồi dào sức khỏe và đặc biệt luôn gặp suôn sẻ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Cách chăm sóc cây dừa cảnh. Dừa cảnh không dễ trồng nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Đất trồng cây cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đất ẩm, những khả năng thoát nước tốt như đất thịt, đất phù sa, đất cát pha. Đảm bảo tưới nước thường xuyên cho cây, nhất là trong những ngày mới trồng, không để đất khô hạn làm cho cây bị héo úa. Dừa cảnh ưa sáng nên cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, trồng ở nơi khuất sáng thì lá cây sẽ bị vàng và không còn độ xanh bóng, sức phát triển cũng chậm lại. Bón phân ít nhất 2 lần một năm vào đầu và gần cuối mùa mưa. Khi cây mới 1-2 tuổi, cần xịt thuốc trừ bọ cánh cứng hàng tháng vào đọt để ngăn chặn chúng cắn phá dừa khi còn non. 4. Cây họ cam chanh. Trong phong thủy, cam và chanh có nhiều lá tròn xoe viên mãn, cành quả nặng trĩu là hình ảnh tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Cây càng sai quả thì sẽ càng đại cát đại lợi. Nếu trồng cam quýt ở hướng đông nam thì gia chủ sẽ càng giàu có, thu hút được tài vận. Bởi vì đây là hướng tượng trưng cho sự giàu có thịnh vượng. Nếu cây sai quả thì có thể mang lại may mắn đại cát. Theo người Hồng Kông, những quả cam chín vàng tượng trưng cho vàng, vì chữ cam phát âm là kim, tức là vàng. Vì vậy, nếu trang trí các vật dụng có nhiều màu cam vàng rực trong nhà vào những ngày đầu năm, ngụ ý sẽ mang lại nhiều tài lộc. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao mỗi lần Tết đến, chúng ta thường mua một chậu quất có nhiều trái chín vàng trưng trong nhà. Bạn đừng lo lắng nếu theo quái số hướng Đông Nam là hướng mất mát và thất bại của bạn. Khi bạn cung cấp năng lượng hoặc kích hoạt một góc nhà để tạo sự may mắn cho tất cả thành viên trong gia đình của bạn, dù bạn không chọn được căn phòng ở hướng Đông Nam hoặc không ngồi hướng về phía Đông Nam, bạn vẫn được hưởng lợi ích. Bởi vì tất cả các phương pháp, những cách sắp xếp trong phong thủy đều bổ sung cho nhau. Nếu bạn là người làm vườn tinh tế, bạn sẽ nhận thấy tất cả cây cối trong vườn đều đem lại may mắn, tốt lành nếu như cây khỏe mạnh và đơm hoa kết trái. Trong phong thủy nhà ở, đặc biệt hoa cúc, tre, hoa lan và mận là những loại cây tiêu biểu mang lại ý nghĩa điềm lành, hứa hẹn điều tốt đẹp. Theo quan niệm, cam canh khi chín đều có màu vàng, cam được phát âm là kim nên tượng trưng cho vàng.
cách chăm sóc cam quýt. Cam quýt có thể sống và phát triển trong khoảng từ 13 tới 39 độ C. Cây sẽ ngừng sinh trưởng dưới 13 độ C và chết ở âm 5 độ C. Cây không thích ánh sáng chiếu trực tiếp và phù hợp với cường độ ánh sáng vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Vì thế nên trồng cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhẹ nhàng. Đất trồng cam quýt phải đảm bảo độ thông thoáng, thoát nước tốt, màu mỡ, giàu dinh dưỡng. Độ pH thích hợp là từ 5 cho tới 7. Khi mới trồng nên tưới ướt đậm đất cho cam quýt, sau đó tưới 2 ngày một lần. Khi cây xanh tốt ổn định rồi thì tưới 5 tới 7 ngày một lần. Vào mùa khô hạn nên tưới 3 tới 5 ngày một lần, không để gốc cây khô quá nhưng cũng không cần tưới nước sao cho thoát nước kịp và không bị úng. Hàng năm nên quét vôi xử lý thuốc trừ nấm bệnh vào gốc cây cam quýt. 5. Cây thiết mộc lan. Thiết mộc lan được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như cây phát tài hay cây phất dụ thơm. Đây là một mẫu cây thân gỗ mang hoa màu trắng và mùi rất thơm. Cây thiết mộc lan có nguồn cội ở Tây Phi nhưng lại có thể thích nghi với hầu hết những điều kiện thời tiết và môi trường khác nhau. Cây thiết mộc lan có thể cao tới 6 mét. Khi được trồng, người ta thường cắt ngang cây để măng non mọc xung quanh. Lá cây thiết mộc lan sở hữu màu xanh sẫm, ở giữa có vệt màu trắng nhạt. Lá dài 1 mét, rộng tới 10cm, mang hình dạng như mẫu nơ rất đẹp mắt. Cây thiết mộc lan có sắc lá xanh bóng, rìa lá màu vàng tươi, giàu sức sống nên rất tốt trong phong thủy. Đây là cây của sự phát tài, có thể hấp thụ những luồng không khí tốt, xua đi điều đen đủi, mang lại tài lộc, may mắn, sức khỏe cho người cùng sống trong khuôn viên ngôi nhà đó. Dáng cây thẳng đứng, thân cọc cứng rắn, mang ý nghĩa về sự thẳng thắn cứng cỏi của người quân tử. Vì thế, thiết mộc lan là loại cây phong thủy đẹp, thể hiện sự khiên ngang, rất thích hợp với người trồng là nam giới. Chữ thiết trong cây có nghĩa là chỉ kim loại, cứng rắn và sắc bén. Cái tên thiết mộc lan chỉ loại cây gỗ, có dáng vẻ cứng cỏi, vững chắc như kim loại, đồng thời cũng không thiếu đi sự mềm mại bởi chữ lan. Lá cây dài mỏng, bóng loáng mềm mại, tạo thành hình nơ, kết hợp với thân cây hình trụ cứng chắc, tạo nên sự hài hòa giữa âm và dương, cương và nhu. Trong thuyết phong thủy phương Đông, cây thiết mộc lan hợp với người mang mệnh kim và mệnh mộc. Những người mang mệnh này nếu trồng cây sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn so với những người còn lại. Cây thiết mộc lan cũng không kiêng mệnh nào, nên hầu như ai cũng có thể trồng cây thiết mộc lan phong thủy nếu mà thích. Đối với cây thiết mộc lan nhỏ, dễ uốn thì có thể trồng với số lượng khá nhiều trong chậu. Người ta cũng đặt cho nó những ý nghĩa riêng tùy thuộc vào số lượng cây. Vì vậy, nếu muốn mua thiết mộc lan nhỏ về trồng thì có thể cân nhắc lựa chọn một ý nghĩa thích hợp với bản thân để chọn số cây. Cách chăm sóc thiết mộc lan. Cây có khả năng sống tốt và sống lâu nếu được trồng ở nơi có ánh sáng râm mát, đủ ánh sáng. Nên có chế độ chăm sóc định kỳ cho cây, 2 ngày tưới nước một lần và bón phân lân hàng tháng. Cây thiết mộc lan có sức sống tốt, ít bị sâu bệnh, chỉ cần chăm sóc và theo dõi thường xuyên. 6. Cây ngũ gia bì. Trong phong thủy, trồng cây ngũ gia bì trong nhà sẽ mang tới một không gian thư thái, thoáng mát cho gia đình bạn. Bởi lá cây luôn xanh tốt quanh năm, căn phòng của bạn sẽ trở nên thoáng đãng, sạch sẽ và mang tới cho bạn sự thoải mái, tươi tắn. Cây ngũ gia bì sẽ giúp thanh lọc không khí, đồng thời cũng có tác dụng trong việc hạn chế sự tấn công của các loại côn trùng. Do đó, một chậu cây ngũ gia bì đặt trong phòng khách sẽ giúp không gian xanh mát hơn. Ngoài ý nghĩa trên, thì trong phong thủy, cây ngũ gia bì còn có ý nghĩa đối với việc thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Nếu muốn thay đổi vận may trong công việc và cuộc sống, hãy thử đặt một cây ngũ gia bì lên bàn làm việc hoặc trong văn phòng của bạn. Loại cây này sẽ giúp ngôi nhà của bạn có nhiều vượng khí hơn, đồng thời cũng mang đến sự ổn định, thuận lợi cho con đường tài vận của bạn. Bên cạnh đó, trồng loại cây này cũng mang đến sự may mắn thịnh vượng cho gia chủ, giúp củng cố tiền bạc, quản lý và giữ vững tài khí. Cũng theo các chuyên gia phong thủy, trồng cây ngũ gia bì trong nhà, mọi người trong gia đình sẽ có sức khỏe tốt hơn, luôn hòa thuận và có tinh thần thoải mái, vui vẻ. Đặc biệt, điều này rất chính xác với những người tuổi Dần, bởi ngũ gia bì được xem là bùa hộ mệnh cho người tuổi này và những người mệnh mộc. Cách chăm sóc ngũ gia bì.
cũng là loại cây ưa sáng nên trồng gỗ gia bì cần lựa chỗ có thể hứng nhiều ánh sáng, không bị che khuất bởi những cây cao lớn khác. Cây không chịu được đất ẩm ướt, ngập úng nên cần chú ý tưới nước với lượng vừa đủ, có thể 2 ngày tưới nước một lần cho cây. Lân và kali là hai loại phân bón thích hợp cho cây ngũ gia bì. Khoảng 25-30 ngày tưới nước một lần theo tỷ lệ lân kali là 1:1.5 và tưới đẫm. Khi cây có hiện tượng vàng lá, héo úa thì có thể tưới thêm dimanic để cây chóng hồi phục. 7. Cây hoa huệ. Nhắc đến loại cây nên trồng trước nhà, không thể không nhắc tới cây hoa huệ. Cây hoa huệ là cây phong thủy trước nhà có nhiều công dụng đặc biệt như lá và hạt cây làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà, hoa dùng để nhuộm màu, hạt dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích thích mọc tóc, là loại thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân. Về giá trị phong thủy, người xưa có câu, một cây huệ trước nhà không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc. Vì thế nếu trồng cây hoa huệ trước nhà sẽ mang lại tiền tài, công danh, sự nghiệp cho gia chủ. Cách chăm sóc cây hoa huệ. Huệ có rễ cọc, khả năng chịu hạn tốt nên không cần phải tưới nước nhiều, cần nhất là tưới đủ nước cho cây vào mùa khô. Khi cây cao khoảng 1,2-1,5 m thì nên tiến hành cắt ngọn cho cây ra cành, sau đó tiếp tục bấm ngọn cho cây ra cành cấp 2. Cây càng ra nhiều cành thì hoa nở càng nhiều càng đẹp hơn. Huệ cũng ít bị sâu bệnh, vào khoảng tháng 2 tới tháng 4 âm lịch là thời gian cây ra lộc, cành lá còn non nên có thể mắc một số bệnh như nấm thân, thối rễ, dẹp xám, nhện đỏ, bọ cánh cứng hay sâu đục thân. Có thể sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật để loại trừ. 8. Cây vạn niên thanh. Hình dáng thân cây vạn niên thanh uốn lượn mềm mại, trồng vạn niên thanh trước nhà bám vào cổng tường thành sẽ tạo nét đẹp bình yên, nhẹ nhàng cho những người sống trong nhà. Đối với sức khỏe, cây vạn niên thanh có khả năng thanh nhiệt, giải độc, trị suy nhược cơ thể. Cây còn có khả năng như một máy lọc không khí, có khả năng hấp thụ một số loại khí độc có trong tự nhiên. Trong phong thủy, vạn niên thanh mang lại sung túc cho gia chủ như lời cầu chúc hòa hợp trong hôn nhân và lời chúc sống thọ, sống lâu đối với người lớn tuổi trong nhà. Cách chăm sóc cây vạn niên thanh. Vạn niên thanh có khả năng tích nước ở thân và lá nên vấn đề về nước không quá quan trọng. Có thể tưới nước 2 lần một tuần và mỗi lần tưới đủ ẩm 1/2 đất. Nên trồng cây ở nơi tránh ánh nắng gắt vào buổi trưa, hứng được ánh nắng vào buổi sáng và chiều tối. Cây phát triển nhanh, tốt ở nơi đất thịt rắn chắc, loại đất mùn có nhiều dinh dưỡng và có độ thoáng khí. 9. Cây đại lộc. Nếu bạn đang phân vân nên trồng cây gì trước nhà để mang lại may mắn, hãy lựa chọn ngay cây đại lộc. Đại lộc là loại cây có khả năng chịu hạn rất tốt nên không sợ cây bị khô héo. Khi trồng cây ngoài trời cần tưới nước hàng ngày, khi tưới phải tưới thân và lá ướt đẫm để làm sạch bụi bẩn giúp cây quang hợp tốt. Cây ưa thích đất màu mỡ, có nhiều dinh dưỡng và đảm bảo độ thông thoáng, thoát nước tốt. Khoảng 2-3 tháng cần cung cấp cho cây một lượng phân hữu cơ, phân chuồn quế và phân hóa học để bổ sung năng lượng, cải tạo đất giúp cây sinh trưởng tốt hơn. Cây có thể sống trong môi trường thiếu sáng hay nhiều sáng đều được. Khi thấy các lá bên dưới bị vàng úa thì cần phải tỉa bỏ đi ngay, tránh ảnh hưởng tới lá khác và sức khỏe của cây. 10. Cây tùng. Trồng cây tùng trước nhà sẽ giúp thanh lọc không khí, mang lại một luồng khí trong lành tươi mát vào nhà, mang lại sức khỏe cho cả gia đình. Cây tùng có sức sống tốt, có khả năng chịu hạn, chịu được mưa gió, nên được ví như hình tượng của đấng nam nhi, mạnh mẽ và kiên cường. Cây tùng cũng có tác dụng trừ tà, mang lại bình yên. Cách chăm sóc cây tùng. Cây tùng ưa sáng, ưa nắng đầy đủ, nắng càng nhiều thì cây càng mang dáng vẻ mạnh mẽ, phong trần hơn. Tùng là cây ưa ẩm nên cần được tưới nước đầy đủ và chỉ tưới khi thấy mặt đất nơi trồng đã hơi khô. Cây tùng ưa nước 7 phút nên có thể lấy loại nước này để tưới thay phân bón, kết hợp với bón phân để cây sinh trưởng mạnh mẽ. Tùng thường gặp một số loại bệnh như dẹp trắng, mốc trắng rễ, thối rễ, vì thế cần trồng cây trong môi trường thông thoáng để đảm bảo cây khỏe mạnh, không bị sâu bệnh hại, làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây. Vậy có những lưu ý gì khi trồng cây phong thủy trước nhà? Thưa quý vị,
Đầu tiên nên trồng những cây có thân mảnh khảnh cao ráo, không nên trồng những cây to cành lá xum xuê. Chúng sẽ che khuất ánh sáng chiếu vào nhà, làm cho ngôi nhà bị thiếu sáng, tối tăm, thiếu dương khí, như thế sẽ không tốt cho gia chủ. Không nên chỉ trồng một cây đại thụ trước nhà, nếu không thể chặt được thì nên tỉa bớt cành lá cho ánh sáng chiếu vào nhà, thắp thêm đèn để hóa giải. Không để cây phong thủy trước nhà bị khô hay chết, như vậy gia chủ sẽ phải chịu những điều không hay. Nên cần chăm sóc cây tốt, giữ cho cây luôn xanh tươi, sinh trưởng tốt. Nếu cây chết thì phải nhanh chóng chặt đi và trồng thay thế cây khác vào. Với thông tin trên, chúng tôi mong rằng bạn đã có được câu trả lời trước nhà trồng cây gì để mang tới may mắn và bình an. Đừng quên chú ý tới các yếu tố phong thủy nhà ở để hạn chế những điều xui xẻo, mang tới những điều may mắn, cát lộc cho gia đình. Quý vị thân mến, như vậy qua đây ta thấy rằng việc trồng cây trước nhà cũng phải cần nghiên cứu thận trọng. Bạn không nên mù quáng trồng một cây chỉ vì mình thích. Trước khi trồng phải tìm hiểu trước ý nghĩa của loại cây, chỉ bằng cách này cuộc sống mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cổ nhân giảng, khó khăn đến mấy cũng tuyệt đối không được cầu cạnh nhờ vả ba kiểu người này. Quý vị thân mến, mỗi người sống trên đời đều có những lúc thuận lợi, lúc gặp khó khăn trắc trở. Những lúc thuận buồm xuôi gió, chỉ cần duy trì được lý trí, lòng khiêm tốn, không tự mãn, vậy là đã có thể đạt được một nền móng vững chắc cho tương lai. Nhưng nếu gặp phải nghịch cảnh, có những lúc, những chuyện ngoài ý muốn sẽ khiến con người ta trở nên hoảng loạn, lý trí dễ dàng bị tình cảm chi phối. Những lúc như thế, cần hết sức thận trọng khi đưa ra bất cứ phán đoán hay quyết định gì. Nếu không, nguy cơ phạm phải sai lầm là vô cùng lớn, thậm chí có những sai lầm có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Và khi ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế, để nhanh chóng thoát khỏi mớ bỏng bong, nhiều khả năng chúng ta sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Song, có ba kiểu người, cho dù chúng ta có rơi vào tình huống gian nan khổ sở thế nào, cũng tuyệt đối không được tìm họ nhờ vả. Vậy ba kiểu người đó là gì? Hãy cùng lắng đọng tinh hoa, lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, người cho vay nặng lãi. Sự đáng sợ của những khoản vay nặng lãi là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày mà nhiều người đã trải qua hoặc nghe nói. Chỉ riêng lãi suất của thẻ tín dụng thôi cũng đã khiến cho cuộc sống của không ít người trở nên hỗn loạn. Vì lãi suất cắt cổ của những người cho vay nặng lãi càng không cần nói đến. Cuộc hành trình từ việc vay một số tiền nhỏ tới việc bị nợ nặng lãi có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường cho những người liều lĩnh dấn thân vào nó. Có những người, do việc làm ăn không thuận lợi hoặc công việc gặp trục trặc, nhất thời không lấy đâu ra tiền đóng học cho con, trả tiền thuê nhà, mua thực phẩm và thiết yếu hàng ngày để duy trì cuộc sống. Tình huống khẩn cấp và không có lựa chọn nào khác, họ tìm tới những người cho vay nặng lãi để mượn tiền, hy vọng rằng vượt qua khó khăn tạm thời sẽ nhanh chóng trả lại số tiền đã vay sau khi tình hình tài chính của họ ổn định hơn. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng theo kịch bản mà chúng ta mong muốn. Với những khoản vay nặng lãi, cuộc đời thường trở nên bi đát và phức tạp. Lãi suất khổng lồ và áp lực trả nợ liên tục khiến họ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và thường xuyên sống trong sự lo âu và căng thẳng. Thay vì giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu, khoản vay nặng lãi thường biến mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn. Số nợ ngày càng tăng và việc trả nợ trở nên không thể thực hiện được. Đôi khi, nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy thiếu tiền không phải là vì thực sự hết tiền, mà là do vấn đề thái độ và tư duy. Có những người chỉ muốn giữ thể diện để cho người khác thấy họ giàu có và thành công, mà họ mù quáng tìm tới những nơi không nên để nhờ vả hoặc mượn tiền. Họ không dám thừa nhận tình trạng tài chính khó khăn của mình, mà chọn cách che giấu điều này bằng cách vay tiền với lãi suất cao. Thay vì giải quyết vấn đề thực tế, họ đối mặt với một tình huống tài chính khó khăn hơn và khả năng trả nợ nhanh chóng giảm đi đáng kể.
trong cuộc sống, việc cân nhắc và tạo ra sự đề phòng trước khi quyết định vay tiền là rất quan trọng. Nếu bạn cảm thấy cần vay tiền, hãy xem xét tất cả các tùy chọn và xác định một kế hoạch trả nợ cụ thể trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng vay nào. Hãy thận trọng với các hợp đồng vay nặng lãi và biết rõ về những điều khoản và lãi suất. Đừng để bản dạng và thái độ thể diện đánh bại tài chính cá nhân của bạn. Thứ hai, người coi thường bạn. Trên đời, chắc chắn sẽ có người xem thường bạn. Lý do có thể là vì nhân sinh quan của họ và bạn có sự khác biệt quá lớn. Nhưng nói gì thì nói, việc bị một người khác xem thường nhất định phải có nguyên nhân. Một trong những lý do phổ biến khiến ta cảm thấy bị xem thường là do tự tin thiếu hụt. Khi ta không tự tin vào khả năng và giá trị của mình, ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ý kiến và nhận xét của người khác. Ngay cả những lời phê bình nhỏ nhặt cũng có thể làm cho ta tự trách mình và cảm thấy như mình không đủ tốt. Trong trường hợp này, việc đầu tiên nên làm là cải thiện lòng tự tin của mình. Hãy nhìn vào những thành tựu và phẩm chất tích cực mà mình đã đạt được và hãy nhớ rằng mỗi người đều có những điểm mạnh và yếu riêng. Đừng so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào việc phát triển và trở nên tốt hơn từng ngày. Tuy nhiên, có những trường hợp ta bị xem thường vô lý và vô căn cứ. Có những người chỉ muốn đánh bóng hình ảnh của họ bằng cách giảm giá trị của người khác. Trong trường hợp này, hãy thận trọng và không để mình bị cuốn vào những chi tiết vô nghĩa. Hãy tránh tranh cãi với họ hoặc trả đũa bằng cách đánh ghen và gây sự. Điều này chỉ làm tăng thêm căng thẳng và không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy giữ bình tĩnh và giữ cho mình đứng vững trong lòng tự tôn. Một cách tốt để xử lý tình trạng bị người khác coi thường là tìm những người đồng cảm và tôn trọng. Hãy tạo ra môi trường tích cực bằng cách kết nối với những người có cùng quan điểm và giá trị với mình. Hãy giữ gìn những mối quan hệ xã hội tích cực và đừng để những lời lẽ tiêu cực của người khác làm ảnh hưởng đến tâm hồn của mình. Vậy nên, hãy nhớ rằng không phải ai cũng thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách công bằng và trung thực. Đôi khi, những lời đánh giá tiêu cực chỉ là những phản ánh của tâm lý không ổn định hoặc cảm xúc xuyên thấu không đúng lúc. Hãy học cách tha thứ và không còn lưu giữ những tổn thương sau lời lẽ không chân thành gây ra. Đừng để mình bị cuốn vào những ý kiến tiêu cực và không đáng giá. Hãy tập trung vào việc phát triển và trở nên tốt hơn. Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt văn hóa và quan điểm xã hội, đồng thời tìm kiếm những người đồng cảm và tôn trọng. Hãy giữ bình tĩnh và không để mình bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ tiêu cực và không công bằng. Khi chúng ta biết cách đối diện với tình trạng một cách bình thản và đúng đắn, chúng ta sẽ tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc bên trong lòng mình. Thứ ba, người đố kỵ với bạn. Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy những chông gai và thách thức, và một trong những yếu tố có thể làm cho hành trình này trở nên khó khăn hơn là sự hiện diện của những người đố kỵ. Tính đố kỵ, ghen tị và lòng muốn so sánh bản thân với người khác luôn tồn tại trong xã hội, và chúng thường xuất phát từ lòng tham và không biết đủ. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách đối phó với những người này và không để họ làm mất đi tâm hồn của mình. Một điểm khó tránh khỏi là chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những người có tính đố kỵ trong cuộc sống. Họ có thể tạo ra thân thiện và hợp tác bề ngoài, nhưng bên trong họ luôn tồn tại sự ghen tị và mong muốn vượt qua người khác. Họ không hài lòng với thành tựu của người khác và thường muốn so sánh bản thân để cạnh tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên để lòng tham, đố kỵ và ghen tị chi phối tâm hồn. Thứ quan trọng nhất là giữ vững đạo đức và phẩm hạnh trong cuộc sống. Đạo đức lương tri không cho phép chúng ta tham gia vào cuộc cạnh tranh không lành mạnh, giành giật và so đo với người khác. Thay vì cạnh tranh,
chúng ta nên tập trung vào việc phát triển bản thân và đạt được mục tiêu cá nhân một cách có đạo đức. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng tự tin trong bản thân. Nếu chúng ta tự thân mình cần sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ từ người khác, điều quan trọng là biết lựa chọn người mà chúng ta nên hợp tác. Không nên xin giúp đỡ từ những người có tính đố kỵ, vì đó không chỉ làm cho chúng ta mắc nợ mà còn có thể đẩy chúng ta vào tình huống khó khăn và rối rắm. Thay vào đó, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có tâm hồn tốt, lòng thương và sẵn sàng hỗ trợ bạn mà không đặt điều kiện. Để bảo vệ tinh thần và mục tiêu của mình, chúng ta cần biết cách tạo khoảng cách với những người đố kỵ. Đừng để họ tiếp cận quá gần và tác động tới quyết định của chúng ta. Hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với những người tích cực và hỗ trợ. Hãy tự tin trong con đường của mình. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta không từ bỏ và kiên trì đến cùng. Bằng lòng kiên nhẫn, khao khát học hỏi và cố gắng không ngừng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và tiến tới thành công. Hãy luôn tỉnh táo, tập trung vào mục tiêu và đừng để những tình cảnh xấu xa làm lay động ý chí của chúng ta. Thưa quý vị, trong hành trình của cuộc sống, chắc hẳn chúng ta không ít lần gặp phải những tình huống khó khăn và thách thức do những mưu mô, kế sách không tốt từ những tiểu nhân. Những người này thường ám ảnh bằng những hành động kín đáo, gieo rắc mâu thuẫn và gây rối loạn trong cuộc sống của chúng ta. Từ việc thao túng thông tin tới việc tung ra những lời đồn đoán ác độc, họ không ngừng tìm cách để gieo rắc sự không hài lòng và xáo trộn trong tâm hồn ta. Để đối phó với những mưu hèn kế bẩn này, chúng ta cần những bí quyết và chiến lược thích hợp để không chỉ bảo vệ bản thân mình mà còn duy trì sự bình an và thăng tiến trong cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ luôn chứa đựng những chuyện bất công, đặc biệt là chốn công sở. Vậy làm sao để đối phó với những chuyện không muốn có này? Hãy đọc câu chuyện sau để có cách giải quyết những kẻ mưu hèn kế bẩn chốn công sở nhé! Một vị tổng giám đốc của một công ty lớn đã quyết định đưa ra một hoạt động trưng cầu ý kiến và đóng góp xây dựng văn hóa công ty dành cho toàn bộ nhân viên. Sếp tổng yêu cầu mỗi nhân viên của các phòng ban ngày nào cũng phải mang theo một túi đựng táo. Mỗi quả táo trong túi chính là một cái tên của đồng nghiệp mà họ đang không thích. Họ thấy rằng người này thiếu năng lực, không phù hợp với công ty, cần phải thay đổi cách làm việc hay thậm chí cần phải thuyên truyền hoặc nghỉ việc, kể cả tên các trưởng phòng, phó phòng và giám đốc. Số táo trong túi mỗi người sẽ không bị giới hạn vì nó phụ thuộc vào số lượng người mà nhân viên ấy không ưa và muốn họ thay đổi. Tất nhiên, mỗi người cần phải tuyệt đối bảo mật những cái tên trong túi táo và những điều họ muốn gửi gắm và phải buộc nó thật chặt. Chỉ có tổng giám đốc quyền lực nhất mới được biết nội dung trong các túi táo. Kết thúc 4 tuần trưng cầu ý kiến sẽ là một buổi thuyết trình của cá nhân về số táo ấy. Ai có những đóng góp tích cực nhất sẽ được giám đốc trọng thưởng. Khi cuộc vận động bắt đầu, ai ai cũng hồ hởi chuẩn bị táo, nghĩ xem mình cần chuẩn bị gì cho buổi thuyết trình cá nhân. Sếp tổng đề nghị nhân viên nào cũng phải mang túi táo của mình bên cạnh ở bất kỳ nơi đâu trong đúng 1 tháng, nhưng phải giữ nguyên số táo lúc đầu. Tuần thứ nhất, nhiều người có túi táo rất nhẹ, dường như chỉ có vài quả. Nhưng cũng có nhiều người ngay từ những ngày đầu đã phải mang vác khệ nệ. 1 tuần trôi qua, các nhân viên đều cố gắng suy nghĩ để tìm ra lỗi của các đồng nghiệp, nghĩ tới những người làm mình không hài lòng với hy vọng sẽ làm thay đổi công ty, mang tới những điều tích cực nhất cho môi trường mình đang làm việc. Cứ thế, số táo tăng lên mỗi ngày. Sang đến tuần thứ 2, nhiều người bắt đầu cảm thấy khó chịu về sức nặng của túi táo và mùi táo thối bắt đầu bay ra, ngay cả khi họ đã buộc túi táo rất chặt. Khổ nhất là những người vừa phải xách nặng, vừa phải ngửi mùi táo thối trong suốt 1 ngày dài làm việc. Tới tuần thứ 3,
Không ai thực sự muốn thêm một quả táo nào vào túi của mình và chỉ mong ngày hoạt động góp ý này kết thúc. Tuần cuối cùng, mùi táo thối khiến cả công ty nặng nề và khổ sở. Không ai còn có thể nghĩ tới việc tìm lỗi, bắt lỗi của người khác nữa. Đơn giản là bởi họ đã quá khổ sở trong việc giữ và vác túi táo thối nặng nề đi khắp mọi nơi. Nhiều khi, những người xung quanh cũng phải tránh xa và lắc đầu không hiểu. Ai cũng ân hận vì mình đã không có cái nhìn tích cực hơn với người khác. Họ tự nhiên cảm thấy những đồng nghiệp mà họ chê trách và coi thường vẫn có rất nhiều điểm tích cực. Đến ngày cuối cùng, khi chuẩn bị được giải thoát khỏi túi táo thối, các nhân viên đều cảm thấy như chính tâm hồn của mình được giải thoát. Không ai còn muốn hùng biện hay thuyết trình nữa, mà chỉ muốn tĩnh lặng để suy nghĩ về hoạt động vừa rồi và bản thân mình. Khi tới gặp vị tổng giám đốc cùng với túi táo thối của mình, ai ai cũng xúc động và cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ lại về những lời chia sẻ về ý nghĩa bao hàm hoạt động này của sếp tổng. Các đồng nghiệp thân mến của tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trong những kinh nghiệm quý báu nhất cuộc đời mà tôi đã trải qua, thì đây chính là bài học sâu sắc mà tôi đã được học và bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Túi táo thối mà các bạn đang cầm trên tay chính là tâm trạng của các bạn khi bạn coi thường, ghét bỏ, kỳ thị hay định kiến về một ai đó. Chính những cảm xúc tiêu cực này làm ô nhiễm trái tim bạn và bạn sẽ phải chịu đựng nó ở bất cứ nơi nào bạn tới. Không ai trên đời hoàn hảo cả và ai cũng có những mặt tối mà người khác không biết đến. Lấy đâu ra một viên ngọc óng ánh mà chưa qua mài giũa, phải không? Tất cả chúng ta, ai cũng có những mặt tích cực của họ để chúng ta hy vọng, động viên và khích lệ, giúp đỡ và hỗ trợ. Nếu các bạn không thể chịu được mùi táo thối trong một thời gian ngắn ngủi đó, thì tôi tin rằng các bạn cũng chẳng thể chịu được mùi hôi thối của ghét bỏ, thù hận, kỳ thị và định kiến trong lòng trong suốt cả cuộc đời rất dài của bạn. Tôi thật vui mừng vì các bạn đã tìm được bí quyết tốt nhất để đóng góp cho sự phát triển của công ty. Đó chính là nỗ lực phối hợp và tương trợ lẫn nhau, dựa trên tấm lòng bao dung rộng mở và cái nhìn luôn thiện tâm đối với người khác. Cảm ơn các bạn vì sự đóng góp này. Vậy đấy, câu chuyện này không chỉ dành cho những người đang ôm tư thù với đồng nghiệp, mà còn dành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta chấp nhận vứt bỏ hết những ghét bỏ, thù hận đối với người khác từ sâu trong đáy lòng, thì chúng ta sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái, giống như khi ta quẳng đi một mối lo. Tha thứ, bao dung cho người khác chính là thái độ tốt nhất chúng ta nên làm. Hơn thế, đó chính là thái độ sống tốt nhất mà mỗi người chúng ta nên có. Giữ suy nghĩ tiêu cực về một ai đó trong tâm trí sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, thậm chí là sự an yên có thể rời xa ta mãi mãi. Suy cho cùng, đồng nghiệp cũng chỉ là những người bạn đi cùng ta một quãng đường dài của cuộc đời, và rồi ai cũng vài lần chuyển việc trong đời. Những điều thiếu sót còn lại trong tâm trí chúng ta về một ai đó, tốt hơn hết hãy nên là những điều tốt đẹp. Từ câu chuyện trên, ta có thể rút ra bài học cho cuộc sống này, đó là làm sao để đối diện với mưu hèn kế bẩn chốn công sở. Thứ nhất, không nên đắc tội tiểu nhân. Người xưa có câu, thà cãi tay đôi với quân tử còn hơn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Và điều này thể hiện một sự thấu hiểu sâu sắc về tình thế và tính cách của những người xung quanh chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với những người có tính cách tiểu nhân, người mà chúng ta không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cách chúng ta đối phó với họ có thể quyết định tới mức độ chúng ta bị ảnh hưởng bởi họ. Cuộc sống đầy những thử thách và chông gai, và trong hành trình này không thể tránh khỏi sự xuất hiện của những người có tính tiểu nhân, người có khả năng gây sao lệch, gian trá, và đôi khi họ có thể trở thành nguồn gây khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cách chúng ta đối phó với họ đòi hỏi sự thấu hiểu và chiến lược thông minh, và quy tắc quan trọng nhất là không nên tự mình đắc tội với họ.
thứ quan trọng cần nhớ là tiểu nhân thường không bao giờ thừa nhận sự gian trá của họ. Họ có thể sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ quyền lợi của họ và không ngừng tìm cách để đạt được mục tiêu cá nhân mà không quan tâm tới hậu quả cho người khác. Sự linh hoạt và sự giả tạo thường là đặc điểm của họ, và họ có thể sử dụng ánh mắt sắc như dao và miệng lưỡi nhọn như kiếm để tấn công người khác. Nếu chúng ta chọn đấu tranh với họ, chúng ta thường không thể thắng được họ trong cuộc chiến trí tuệ và tinh thần. Thay vào đó, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ tiểu nhân là tránh xa họ và không tham gia vào những cuộc xung đột không cần thiết. Hãy duy trì tinh thần bình tĩnh, tránh tham gia vào những cuộc cãi vã vô bổ và bàn luận không có ý nghĩa. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc cho mình và những người xung quanh. Việc xây dựng mối quan hệ tích cực và hạnh phúc với những người thân yêu xung quanh mình là một quy tắc quan trọng. Hãy tạo ra một môi trường tốt để phát triển, tôn trọng và động viên lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta không nên để cuộc sống bị chi phối bởi tiểu nhân và những người gây khó khăn, mà hãy tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa và tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ với những người thực sự quan trọng trong cuộc đời. Trong tình huống gặp phải những người tiểu nhân, đôi khi cách tốt nhất là không để họ ảnh hưởng tới cuộc sống và tâm hồn của chúng ta. Hãy giữ cho mình trong tình thế lương thiện, tập trung vào mục tiêu và giá trị cá nhân và không để những người tiểu nhân kiếm cơ hội để tấn công bạn. Cuộc sống có nhiều khía cạnh tốt lành và ý nghĩa hơn là để chúng ta lãng phí thời gian và năng lượng vào những cuộc đấu tranh vô nghĩa với những người không đáng để chúng ta quan tâm. Thứ hai, trước khi nói năng phải cẩn thận. Trước khi nói hay trước khi phê bình và nhận xét về người khác, ta cần có sự cẩn thận và suy nghĩ kỹ lưỡng. Mối quan hệ xã hội và giao tiếp giữa con người thường đầy những tình huống phức tạp và cách ta thể hiện nhận xét của mình có thể ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường xung quanh và mối quan hệ với người khác. Đầu tiên, nếu ta muốn phê bình hoặc nhận xét về ai đó, nên làm điều đó một cách tôn trọng và không nên trước mặt những người chỉ trích, gọi là kẻ tiểu nhân. Nếu ta làm điều này một cách riêng tư, chúng ta có cơ hội trao đổi ý kiến một cách xây dựng và tạo điều kiện cho người bị phê bình để hiểu và cải thiện hơn mà không phải chịu sự xuyên tạc từ những người chỉ trích. Trong trường hợp ngược lại, khi ta đánh giá hay chỉ trích trước mặt những kẻ thù đang tìm cách hạ thấp người khác, sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho họ xuyên tạc và biến ngôn từ của ta trở thành vũ khí trong tay họ. Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn đưa ra một lời góp ý xây dựng về công việc của đồng nghiệp. Nếu bạn làm điều này một cách riêng tư và tôn trọng, đồng nghiệp của bạn có thể nhận ra rằng bạn muốn giúp họ cải thiện kỹ năng và công việc của họ. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này trước mặt những người có ý định xấu, họ có thể tận dụng cơ hội để biến lời góp ý thành vũ khí để tấn công đồng nghiệp của bạn, và bạn có thể trở thành thủ phạm trong mắt họ. Ngược lại, khi người khác bắt đầu nói xấu về ai đó, ta cũng cần biết đặt ra giới hạn và tỏ ra lạnh lùng, không tham gia vào cuộc trò chuyện tiêu cực đó. Nếu ta nghe và nhận xét về người khác trong một tình huống như vậy, có thể sẽ có một ngày chính ta lại bị kẻ chỉ trích này đổ lỗi và trở thành thủ phạm bêu xấu người khác. Điều này có thể gây tổn hại tới danh tiếng và mối quan hệ của ta với người khác. Chúng ta nên nhớ rằng, việc nói và nghe không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ xã hội của ta, mà còn ảnh hưởng tới tâm hồn và tinh thần của chúng ta. Nói không chỉ cần cẩn thận mà còn cần thông thái và tôn trọng. Ngừng nói xấu người khác và không tham gia vào cuộc trò chuyện tiêu cực có thể giúp chúng ta bảo vệ mối quan hệ và danh tiếng của mình. Thứ ba, luôn đặt ra các giới hạn. Cuộc sống của chúng ta luôn thường xuyên đối diện với nhiều thách thức và tình huống phức tạp.
Trong quá trình tiếp xúc với người khác, chúng ta thường cảm thông và lắng nghe khi họ chia sẻ những khó khăn, những tâm trạng tiêu cực của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là đặt ra các giới hạn để bảo vệ tâm hồn và tinh thần của chúng ta. Việc đặt ra giới hạn không đồng nghĩa với việc lạnh lùng hay thờ ơ đối với người khác, mà nó đòi hỏi sự thông thái và khả năng quản lý cảm xúc của bản thân. Một cách hiệu quả để thực hiện điều này là hỏi người khác về cách họ định giải quyết vấn đề. Họ sẽ tự nhận thức về trách nhiệm cá nhân và có thể tập trung vào việc tìm giải pháp. Việc tạo ra một không gian tích cực và khích lệ người khác cũng đóng một vai trò quan trọng. Bằng cách thúc đẩy cuộc trò chuyện hướng tới những khía cạnh tích cực hoặc cách học hỏi từ tình huống khó khăn, chúng ta có thể giúp họ thấy rằng có hy vọng và khả năng cải thiện. Tuy nhiên, cũng cần biết kết thúc cuộc trò chuyện khi cảm xúc của chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng. Điều này đòi hỏi sự nhận biết giới hạn cá nhân và sự tự quản lý. Nếu chúng ta không biết khi nào nên dừng lại hoặc rút lui một chút, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào mớ cảm xúc tiêu cực của người khác và đánh mất sự lạc quan. Cuộc sống đòi hỏi sự cân bằng giữa việc cảm thông và việc bảo vệ tinh thần của mình. Việc đặt ra giới hạn trong giao tiếp không chỉ giúp chúng ta duy trì tinh thần lạc quan, mà còn giúp người khác tìm giải pháp cho vấn đề của họ một cách tích cực. Điều quan trọng là biết khi nào và làm thế nào để thực hiện điều này để duy trì một tâm hồn lành mạnh và lạc quan. Thứ tư, luôn nhớ rằng cuộc sống này, một điều nhịn, chín điều lành. Luôn nhớ rằng, cuộc sống có rất nhiều tình huống mà chúng ta cần phải nhẫn nhịn và thấu hiểu. Một điều nhịn, chín điều lành là một tư tưởng đáng quý mà chúng ta cần áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta phải đối mặt với tiểu nhân hoặc những tình huống xung đột. Trong một xã hội phức tạp, xích mích và mâu thuẫn có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tranh cãi hoặc thể hiện sự tức giận, chúng ta nên nhẫn nhịn. Việc tranh cãi với tiểu nhân thường không đem lại lợi ích gì cả và thậm chí có thể làm tăng sự căng thẳng và xích mích. Tiểu nhân thường rất khó tính và không dễ dàng để thuyết phục hoặc thắng họ trong cuộc tranh luận. Hơn nữa, họ thường sẽ sử dụng mọi cơ hội để hãm hại bạn sau này. Nguyên tắc: nhịn một khắc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, rất ý nghĩa. Nó cho thấy rằng, đôi khi, việc nhịn và lùi bước có thể giúp chúng ta tránh được nhiều rủi ro và khó khăn. Nếu mâu thuẫn không quá lớn và việc thể hiện sự tức giận không giúp giải quyết vấn đề, thì hãy cho qua. Xem đó là một bài học để trưởng thành và phát triển kiên nhẫn, sự thấu hiểu và khả năng giải quyết xung đột. Hơn nữa, công đạo thường nằm ở lòng người. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không cần phải tranh biện với kẻ tiểu nhân. Thay vì đối đầu trực tiếp, chúng ta nên tập trung vào việc sống một cuộc sống có giá trị, xây dựng và đạo đức. Sự thành công và đạo đức của một người không nên được đánh giá dựa trên cách họ đối phó với những người tiểu nhân, mà nên dựa vào cách họ thể hiện lòng tốt và giá trị trong cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những thử thách và khó khăn, và không phải lúc nào cũng cần phải đối mặt với những người tiểu nhân. Thế nhưng, việc áp dụng triết lý, một điều nhịn, chín điều lành, có thể giúp chúng ta giữ được tinh thần lạc quan, bảo vệ mối quan hệ và định hình một cuộc sống đúng đắn và ý nghĩa hơn. Thứ năm, đừng đặt lợi ích cá nhân quá cao trong một tập thể. Việc đặt lợi ích cá nhân quá cao trong một tập thể là một hành vi mà nhiều người có thể bị cuốn vào, đặc biệt là khi họ phải đối mặt với những kẻ tiểu nhân trong cuộc sống. Tiểu nhân thường sử dụng mánh khóe để thu hút và lôi kéo người khác, tạo ra ấn tượng ban đầu rằng hợp tác với họ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, thực tế thường không như vậy, và việc đặt quá nhiều niềm tin vào những kẻ tiểu nhân có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc.
Một điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ là tiểu nhân thường không có sự tôn trọng đối với lợi ích và tình cảm của người khác. Họ có thể tạo ra vẻ ngoại giao và lợi ích tạm thời, nhưng trong thực tế, họ luôn ưu tiên lợi ích cá nhân và sẵn sàng lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của họ. Nếu họ cho bạn một chút lợi ích, họ sẽ tìm cách đòi lại từ bạn gấp nhiều lần, và bạn có thể nhanh chóng trở thành nạn nhân trong mối quan hệ hoặc cuộc làm ăn với họ. Ngoài ra, việc đặt lợi ích cá nhân quá cao cho một tập thể cũng có thể gây hại tới mối quan hệ xã hội của bạn. Khi bạn chỉ tập trung vào việc đạt được lợi ích riêng mà không quan tâm tới lợi ích chung hoặc cảm xúc của những người khác, bạn có thể làm hỏng mối quan hệ và gây sự không hài lòng. Trong một tập thể hoặc mối quan hệ, sự hợp tác, lòng tin và tôn trọng lẫn nhau là quan trọng để duy trì sự ổn định và thành công. Việc chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân có thể đe dọa mối quan hệ và dẫn tới sự xung đột và đối đầu. Để tránh rơi vào mạng lưới của những kẻ tiểu nhân và không đặt quá nhiều lợi ích cá nhân trong một tập thể, chúng ta cần phải thể hiện sự cảnh giác và tinh thần tự bảo vệ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một người hoặc tập thể không tôn trọng bạn và chỉ tập trung vào lợi ích của họ, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ đó. Hãy đảm bảo rằng bạn duy trì sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung, và luôn quan tâm tới sự cảm thấy và tình cảm của những người xung quanh. Cuối chương trình, Lắng Đọng Tinh Hoa xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi luôn biết ơn sự ủng hộ và đồng hành của quý vị trong hành trình này. Mong rằng quý vị sẽ luôn tiếp tục ủng hộ chương trình bằng cách bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video và nắm bắt thêm nhiều kiến thức bổ ích về triết lý cuộc sống. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị luôn thành công và hạnh phúc trên hành trình cuộc đời mình. Đừng quên rằng, triết lý cuộc sống luôn hướng chúng ta đến những giá trị đích thực. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.